mẹ có chỉ loan có con nè. Rồi mẹ cho con cái nhà, mẹ cho con cái nhà này nha. Thế mẹ ốm mẹ ở đây, mẹ cho mẹ chết ở kia ở đây. Và khai có thích có tiền nữa là mẹ có tiền. Nhưng mà chết thì chôn ở đây hay là chôn ở chôn ở đây là cuốc cái nền nhà lên hay sao? Mà chôn trước cửa nhà hả? Chứ không phải là mẹ chết ở đây thì con phải bỏ tiền ra. Nhưng mà là vậy là chết ở đây là cuốc cái nền nhà là cuốc nền nhà lên là chôn à? Nhưng mà có chôn trước cửa nhà hay giữa lòng nhà? Mà chôn như vậy thì có đường đi không? Nếu chôn giữa nhà vậy là đi ra ngoài đường ở à? Không hay á, chôn là ngoài nghĩa trang giáo xứ Thánh Giuse. Đi ra đó, đi ra ra giáo xứ Thánh Giuse gần mà. Gần mà. À.